Hello anh em đã đến với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với game online thứ 63 hay gọi tên khác là Identity 5. Thì game này chúng ta sẽ được lựa chọn hai tuyến nhân vật, một là người đi một thám tử, hai là chúng ta sẽ là một người bỏ trốn chống lại cái trốn thoát khỏi kẻ giết người. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game. Ok. Chúng ta vào đầu game thì chúng ta có thể thấy một cánh cửa của ma quái. Âm thanh rất là rùng rợn rồi. Cánh cửa mở ra thì có gì bên trong đây? Đèn nhấp nháy, rất là tầm luôn. Màn hình có đom đen lại rồi. Đây chữ gì đây? Một tiếng sau à? Chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Ok. Bây giờ đến đại ca này đang soi ở trong khu nhà đen tối. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm đây rồi. Đây là cái gì đây? Chúng ta sẽ thắp lên. Hay hảo, chỗ này lá trụ vẫn còn dùng. May chỗ này cũng có lên này. Trên tường sẽ có một số. Chúng ta sẽ đi loanh quanh đây xem có cái gì nổi trội không. Chúng chưa thấy gì khả nghi ở trong khu này cả. Ok. Đây là cái gì đây? Lại thắp đèn nữa à? Mình đi thắp chứ thôi. Đến đây, không thắp được cả. Chúng ta là cứ phải đi tìm cái gì không biết. Là phần mở đầu thôi mà nó cũng ngoằng ngoằng vãi. Con chuột kìa. Đây rồi. Thấy cái lến nữa rồi. Tôi biết, đây là tâm lý tác dụng. Nhưng những ánh sáng này thực sự làm tôi thoải mái hơn. Chúng ta nghe thấy cái gì rồi? Một cái máy bay tự bay đến chỗ à? Một chiếc máy bay tự bay đến chỗ à? Thường thuộc về trẻ em. Sao lại có một cái máy bay đây nhỉ? Đây rồi. Cuốn nhật ký rồi. Ok. Chúng ta tiến hành đọc truyện nhưng mà nói chung mình cũng không hiểu cho lắm. Ok. Cứ xem gọi là có thôi mà. Có hiểu quá hay đâu. Ok, chúng ta sẽ có một cái máy bay. Hiển nhiên, là tại vận xoá, là vô ý phi lên được. Đèn sáng kinh ngạc, lão sủ, bả ta từ đèn sáng hoang lại. Tôi rất hào kỳ, ta chủ nhân là ai? Ok, như vậy là xong bức thư rồi. Biểu mặt trên thông tin, chúng ta đã chạm đến cái cần đấy nào. Chỉ chút ít. 看起来是一日，我虽利用阅读，我可以尝试。不，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 
Ta thấy ma hay sao? Chúng tự chỉ phán đoán, nên là nam tính. Yêu trong lưng mình có ma à? Trung đẳng sâu giáo dục trình độ. Từ chỗ này bắt đầu, đi theo nó vậy. Tự chỉ biến thành càng thêm hoang loạn. Khổng chú, sự ta vô pháp lý trí để miêu tả tự chỉ trải nghiệm. Mình nào vào vai một thám tử đi truy tìm manh mối chăng? Mình sẽ xem cái cảnh này xem như thế nào. Ông ấy đã bị đánh gắt rồi. Nó cố tình nòm ngòm cơ. Chú hề. Kinh dị vãi. Chạy nào, mình sẽ chạy hot của cái tên này. Ok, lại chạy tiếp thôi. Chạy luôn. Ô không thể chịu được với nó rồi. Kìa, gắt kìa. Nó quanh quẩn chỗ này là sẽ quá nào nhỉ? Và chạy thật nhanh à. Mình không hiểu mình nhặt được cái kia rồi mà hai cái mà vẫn chưa ăn thua. Ta nhìn cái mắt rồi. Nó chưa qua được, mình không hiểu nó. Vậy cái vấn đề này nó là cái gì không biết. Ô kìa, giờ không đi kìa. Mình thấy đau đầu rồi đấy. Chắc phải có cách qua bàn kiểu gì ấy nhỉ. Tìm gặp thịt cái đấy. Tại cái thằng cuồng sát kia mà không biết nhiệm vụ nó là gì ghi chữ sao. Nó vẫn đuổi mình kinh lắm, thằng đấy thì. Giờ dừng lại nó sẽ giết mình ngay. Thấy kia chắc là cái
không làm được cái gì cơ. Nhưng nghe nó chia cho tiếng Anh vào thì đẹp, mình có thể suy luận ra được. Ta cứ chạy chạy quanh quần này, chắc chỉ có mỗi chỗ kia thôi. Và chạy nó tiếp. Con chưa tìm ra cái mấu chốt ở đây là cái gì nhỉ? Khó nói lắm. Có bên nào cách nào có thể bám đến đấy được nhỉ? Chắc chắn đấy là nhiệm vụ móc cuối cùng rồi, nhưng mà con quỷ kia nó đuổi kinh quá. Này dù thế nào mình phải quay được cái tồi tàn à. Chịu. Thấy rồi. Vô. Đây cũng đã qua rồi. Đó là mình phải bò qua đấy mới được qua bàn. Ok, như vậy đã qua được thử thách rồi. Rất là đau đầu. Thằng kia nó đuổi kinh quá. Thằng hề rồi. Tạm vãi. Chắc là dùng mình luôn. Chúng ta tiếp tục với thằng này à. Đây rồi. Cho để cái cầu cứu duy nhất à. Chúng ta phải trèo lên à. Ok, chúng ta cùng tưởng trước cùng nhau nào. Phải nhanh đâu, bắt buộc phải đứng im để làm xong cái này thôi. Nó đến cũng phải kệ thôi. Cùng ra xong rồi. Ok. Chạy nào anh em. Chạy cùng tới đấy thôi. Nhập pass phải nhanh lên. Còn sợ cái gì nữa, điều mình đi. Như vậy chúng ta đã qua được rồi. Thằng kia đã bắt được thằng bạn đồng hành rồi. Thằng sát nhân này. Dị vãi. Cái gì ở đây này? Lũ thắng trung chưa sẽ đuối mạng phận. Chỗ này ý định hay có chi tham mì.
Ok, chúng ta tiếp tục căn phòng này xem nào. Có gì hot không? Lại châm nến nào. À, nó ra cơ quan bí mật. Ok. Ký ức bắt đầu ùa về. Chương 1 chapter 7 rồi. Ta tiếp tục nào. 我想我小时候一定很讨厌睡前读物。用 kính lúp xoay tiếp. 这个数量，反正 thế hiệu game dài thế vẫn chưa được vào chiến đấu nhỉ. 日记已经不重要了，重要的是这些全部。 chúng ta ấn kính lúp này đọc mà. 他所带来的疑问比他解释的还要多。 lại vào cái cậu bé này rồi. Hôm nay sẽ tiếp tục cuộc phiêu diêu của cậu bé. Nguyệt trái à? Thấy một cái rồi. Có cái gì nữa? Sao đây nhỉ? Ta bắt đầu sửa máy tiếp. Ok, đã sửa thành công. Cái gì còn gì nữa à? Là phải chạy à? Là nhanh còn hơn. Tiếp. Ok. Phải sửa chữa điện thật nhanh à. Ok, đã sắp xong rồi. Xong rồi. Còn gì nữa nhỉ? Lại ho rồi. Chúng ta chắc phải đến kia. Là nhập mã. Run vãi, cũng đã qua được. Qua kia. Ok. Cái gì kia, sao cứ ho ấy nhỉ? Run vãi, cái thằng hề kia nó cứ đuổi theo là mình cảm thấy ớn luôn. Chúng ta cứ đến với cuộc hành trình từng chương một này. Ok, chúng ta bắt đầu sửa máy tiếp. Cái gì kia? Cái gì kia? Tiếp tục tìm manh mối. Có vài cuốn sách rơi rụng,
Ta vẫn chưa đến thấy chỗ mình cần tìm nhỉ. Vẫn chưa hết phần giới thiệu game. Vẫn cứ chơi chơi chạy chạy và chạy nhỉ. Chúng ta cứ nhập vào hộp sổ bé kia. À bây giờ đến cô y tá rồi. Ok. Chúng nghe ta sẽ được nghe tiếng rên của cô ấy. Ok. Thì là chúng ta đã có đến phần khác rồi. Cô ấy đang chữa bệnh. Ok. Giờ chúng ta phải làm gì? Để zombie chứ có phải là người đâu nhỉ? Ok. Tôi có thấy gì đó ở xa xa. Mày cứ đi đi rồi tao sẽ tới. Ok, chúng ta phải cứu. Ta sẽ vào sửa chữa máy như mọi lần rồi. Nhanh lên. Nhanh lên, không có tới bây giờ. Có thấy điều gì đó nguy hiểm ở đây rồi. Nguy hiểm vãi. Nó tới rồi, cố lên. Nó đánh chết cả đôi rồi. Ok. Chúng ta phải chạy thôi. Nhốt rồi. Chắc là cậu bé kia sẽ giúp rồi. Thank you. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Chắc là phải cuộc hành trình chữa tiếp. Sắp xong rồi. Kệ nó tới đi. Con này chết quyết phải xong. Okay. Nguy hiểm vãi nổi. Ok. Chạy nhanh. Chúng ta còn nhiều cái phải làm lắm. Mình cứ phải cảnh giới cho đã hai ông anh này. Đã xong chưa? Lâu thế nhỉ? Mãi mà chưa thấy gì nhỉ? Đã tiếp tục đi thôi. Và chạy thật nhanh. Theo mấy ông anh này. À mấy ok đấy là hướng để mình này. Mình phải chạy cái tên này. Không biết có chạy không. Chỉ tham mà bắt cái tên quỷ này đuổi cho mình không biết làm cái vẹo gì. Mình phải đi đường khác. Ok, đến trăng rằm. Rồi chúng ta lại phải đến cái này nữa. Ok. Mình phải chạy non quăng. Cái password kia. Cứ phải chạy đánh lạc hướng cho nó đi xa xa. Bắt đầu mình mới dám nhập tâm vào chiến dịch. Nghi ngờ lắm.
Nó lại từ đằng sau nó ngoạm lấy cổ mình thì xong. Ok. Vậy sau một hồi đánh lạc hướng thì bây giờ lượt mình. Nó có password này thì thôi đơn giản, chúng ta chỉ cần chờ đủ thời gian là xong thôi. Nhỏ nó cái gì cứ tập trung mà nhập đi. Nhanh em gái sắp được không? Ok, anh thấy điều đó đã quá ổn khi anh chạy qua bàn rồi. Ơ, đã chiến thắng chưa? Như vậy đã qua bàn rồi. Bye anh em và hẹn anh em vào những video tiếp theo của mình. Hãy like và share để cập nhật những video mới nhất nhé. Bye anh em.